Xin chào cả nhà, xin giới thiệu với cả nhà, đây là bến cảng du thuyền Mỹ Tho Marina nhé các bạn. Đây là phía bên ngoài của bến du thuyền. Hôm qua là mình đã dẫn một chiếc La Maris vô trong này. Bây giờ mấy anh em anh bò lót dẹ bắt đầu trở lại tàu nhé các bạn. Đây là từ ngoài trong bến này, đây là những cái chiếc xe điện đó chở khách tham quan thành phố Mỹ Tho. Phía bên kia là Marina Night nha các bạn. Buổi tối sẽ tổ chức các sự kiện về âm nhạc, ca nhạc. Bây giờ mình cùng các bạn vô bên trong nha. Khu bên trong này thì bố trí nhà hàng và cà phê nước nôi nha các bạn. Thì có hai cái sảnh lớn phía trước đây và trên trên lầu nha các bạn. Phía bên kia là quầy bán vé và các bản đồ, là lại con tàu mẫu các bạn, tàu gỗ. Rồi có thêm quầy lưu niệm đây. Đây là quầy lưu niệm. Không được to lắm nhưng mà cũng tương đối là đầy đủ. Khách du lịch có thể tới tham quan và book tour tham quan du lịch sông nước miền Tây các bạn. Đây là những chiếc cruise ship đã đi dọc các sông Mekong, sông Cửu Long nhé các bạn. Thì những chiếc này thì mình có thể book đi vài ngày hay là đi hàng tuần nhé các bạn. Trên đó có đầy đủ phòng ốc đi ghé tham quan các tỉnh miền Tây nhé các bạn. Thì do thời gian gấp gáp nên mình chỉ lướt qua cho các bạn xem thôi nha. Giờ phải xuống đã xuồng đó mà đi ra tàu lại các bạn ạ. Những bàn cà phê đó ngắm du thuyền luôn các bạn. Cái cảng này là cảng cố định bê tông nha. Thì khi mà qua phía bên kia thì có một cái bến bến nhỏ đây, đang tới cái bến nhỏ thì khi mà mực nước lên xuống thì cái bến này sẽ lên xuống theo luôn các bạn. Đây là lối đi khác của vô bến các bạn. Đây là mình xuống cái bến nhỏ hơn. Những cái chiếc tàu gỗ này dùng để chở khách đi tham quan trong ngày nha các bạn. Thì mỗi chiếc như thế này thì đi cũng tầm 10 đến 20 khách nha. Thì nên đi trên những cái chiếc tàu gỗ này thì có thể tham quan được hai thành phố luôn các bạn. Thành phố Mỹ Tho và thành phố Bến Tre, tại vì hai thành phố này cách nhau có một con sông đó các bạn. Video của mình xin kết thúc tại đây, hẹn các bạn trong các clip tiếp theo nha. Đò đang gọi đò miền Tây nè, gọi đò vô bờ chơi.